hình ảnh mới nhất về chú chó nhỏ của cụ ông bán vé số. Mới đây, cộng đồng mạng thích thú chia sẻ đoạn video về cụ ông cầm điếc bán vé số chở chú chó mới trên yên xe. Hình ảnh này khiến nhiều netizen cảm thấy ấm lòng bởi sau khi công chú nhỏ bé cún trước đó của ông không qua khỏi, người đàn ông lớn tuổi đã có bạn đồng hành mới. Trước đó vào tháng 10 năm 2021, blogger Quỷ Cốc Tử khiến dân tình ngỡ ngàng khi cho biết công chú nhỏ từng theo chân ông cụ đi khắp phố phường đã qua đời. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin trên khiến nhiều dân mạng tiếc nuối. Bởi với những người thường xuyên theo dõi ông cụ, ai cũng biết rằng chú chó nhỏ chính là chỗ dựa tinh thần, là động lực lớn để người đàn ông lớn tuổi cố gắng. Và may mắn đã mỉm cười với ông cụ khi vào tháng 11 vừa qua, cụ ông đã được hai bạn trẻ tốt bụng tặng cho chú chó mới khoảng 1 tháng tuổi, có tên là Vui. Ngay từ khi có chỗ ở mới, Vui luôn quấn quýt tỏ ra thân thuộc với chủ nhân của mình. Như vậy giờ đây Vui đã thay công chú nhỏ bầu bạn với ông cụ, giúp ông không còn buồn và đơn độc nữa. Mỗi ngày Vui đều ngồi trên yên xe đạp cùng chủ nhân rong ruổi khắp mọi nẻo đường để mưu sinh. Và theo như clip mới nhất về ông cụ, có thể thấy chú cún đang mặc chiếc yếm chấm bi vô cùng xinh xắn. Thỉnh thoảng ông cụ lại ngoái đầu ra phía sau để chắc rằng Vui vẫn còn đó, không bị ngã hay có gì bất ổn. Theo dõi đoạn clip này, đông đảo cư dân mạng cũng cảm thấy vui lây và yên tâm hơn về ông cụ. Giữa lòng thành phố hoa lệ như thế này, việc một người đàn ông cao tuổi mưu sinh bên chiếc xe đạp cũ có thể sẽ rất cô đơn và trải qua nhiều nỗi buồn. Tuy nhiên, nếu có thú cưng ở bên bầu bạn cùng nhau trải qua những khoảnh khắc buồn vui, chắc hẳn ông sẽ cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn. Các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.